Dạ. Nhưng mà mệt, trời ơi mệt quá. Không mà con không nhận luôn nội. Mẹ mẹ thấy không? Chưa bao giờ nhà con thấy cái đám cưới nào mà tao nó đông mà nó vui khủng khiếp như vậy luôn á. Nhà mình nè, dự trù 5 bàn rồi vậy mà cũng không đủ tiếp khách đó mẹ thấy không? Lần đầu tiên con thấy ba. Trời ơi ba vui mà ba nhậu ha, từ bàn này qua bàn khác, giờ xỉn ngủ trên lầu luôn á mẹ. Tất nhiên rồi. Ba mẹ quen biết lớn là phải tổ chức đám cưới con trai mình rình rang lên chứ. Trời ơi, ba mẹ đi đám cưới hả của mấy người bạn tổ chức á, xoàng lắm kìa. Nhà mình là phải hoành tráng chứ. Cho nên là người ta phải đi hết thôi con ơi. Mà ổng nói gì á, mệt hơn con á mẹ. Lên trển nằm rồi mẹ. Mẹ mẹ, vậy nếu mà đông vậy á, mẹ án chừng coi. Tiền lời nhà mình được nhiêu mẹ ha. Con nói gì vậy? Con nói gì vậy? Dạ. Đây là hạnh phúc của một đời người nha. Người ta đến người ta chúc phúc mình là mình cảm ơn, mình mừng rồi. Tính chuyện lời lỗ hả? À? Sao vậy con? Không có mẹ tí nữa. Thì con phải coi chứ mẹ. Coi chứ, đó mẹ cũng coi mà. Vợ thiệt luôn á. Nhức tay, nhức chân, nhức đủ thứ hết á. Vậy không đám cưới đâu. Thiệt con thề con sẽ không bao giờ đám cưới được thứ hai. Trời đất ơi. Ôi bà mẹ, ăn nói gì con mẹ dạy lại con mẹ. Ba mẹ binh cáo mẹ không à. Có lần thứ hai hả? Con nói là đừng bỏ con trai tôi lấy ai hả? Không không, con nói là không có lần thứ hai mà mẹ. Không không có. Mẹ hiểu lầm rồi mẹ. Dạ con nói chơi vui mà. Vui. Nói vui cái kiểu đó là không được nghe chưa, không lên nghe chưa. Dạ cũng tại ba mẹ đó. Mời khách đông quá, cũng hơn 100 bàn chứ ít gì. Tụi con đi cụng ly đi mời bàn ha, muốn rã cặp chân luôn á. Lên bóp chân cho em nha. Em nói gì vậy? Nãy là hai vợ chồng em lại đứng chào bàn, ba mẹ là cũng đi chào bàn luôn hả? Lanh quá ha. Ai kêu nói? Hả? Trời, có mùi thuốc súng nổ rồi. Ở đây á chắc có mình tụi nó là mỏi mệt thôi. Còn đây ai trẻ, bà nội trẻ nhất á. Bà nội cũng đi chào bàn, ba mẹ cũng đi theo tụi con, bao nhiêu bàn là đều đi chào hết. Không có ai tham giảng tiếng nào đâu mà về đau chân bóp chân với nhau. Tại nhà này không ai có bầu á. À vậy hả? Trời ơi, cái kiểu gì cũng nói được vậy cô. Mẹ, sao mẹ cứ bên cháu mẹ hoài vậy? Ủa nó còn nhỏ mà con, thì nó sai rồi mình nói nó sửa. Này mẹ nói cho nghe nha, ngày xưa đó mẹ lấy ba lông của con á ha, là lúc đó mẹ cũng có chữa mà lúc đó là mẹ cũng ai đánh đó. Ai đánh mà khai? Ủa là ai đánh? Trời nói vậy tính ra nhà mình là có truyền thống có bầu trước á hả? Trời hay ghê vô duyên. Bởi vì ở giá mà đúng rồi nghe chưa. Hút mà cái trừng á hả, ai mượn mày khai ra nữa vậy? Hay ha, mẹ con hay quá. Tại bây giờ nó mệt thì chồng nó lo cho nó, thì muốn gì từ từ dạy nó, chứ làm gì con la dữ vậy. Con la, tại vì tính con á bực cái gì con nói ra vậy thôi. Ở đây chắc ai cũng mình đồng da thép hay sao á, xương cốt nha, sắt thép, không có mỏi không có đau. Bóp chân mình nó ha, con gái con lứa gì cũng phải ý tứ một chút chứ. Thôi con thấy buồn ngủ à, con xin phép cả nhà con lên ngủ trước. Ngủ hoài mà ốm nhôm nhắc vậy đó hà. Dạ con cũng thấy buồn ngủ rồi, con đi ngủ theo em nha mẹ. Ai cho ngồi xuống hả? Ở nhà kỵ đứa kia ngủ được đi, đứa này không được đi. Ủa bà nội kìa, mẹ nè, mẹ bao nhiêu tuổi mà đòi lên ngủ trước hả? Bực bội ghê mấy đứa này á. Mày thấy không, con dạy đàng hoàng nhưng mà cứ nào thì nghe mẹ. Sẵn đây á mẹ cũng nói luôn, mẹ không có khó khăn gì hết trơn á, nhưng mà con ngồi ở nhà con nhảy tọt lên ghế con ngồi vậy đó. Con phải nể bà nội lớn tuổi, mẹ lớn tuổi, đúng đó là đợi người lớn ngồi trước mới ngồi chứ. Người ta nói là sao ông bà xin nói là sao, ăn coi nồi ngồi coi hướng, hiểu chưa con? Dạ dạ, vợ con mới về, từ từ mẹ dạy bảo mẹ. Sao mẹ không cho đi ngủ trận lên chứ không để sụp mắt. Con nó chơi Halloween đó con. Trời ơi, ngồi đó làm gì? Ồ, đi hả? Đi. Dạ, tôi nặng đi. Con xin phép mẹ nha. Ngủ thôi. Không chào bà nội ha. Chào mình ăn đi. Hai đứa. Dạ. Dạ, tụi con nghe nội. Mẹ có hơi nghiêm khắc, nhưng mà mẹ nói đúng đó. Con bước chân vô nhà, con làm dâu nhà này, con giữ ý giữ tứ nha con. Mình cái gì cũng nhẹ nhàng đi, sống nhẹ nhàng, cởi mở cho nó lòng nó nhẹ nhàng hơn. Nghe, ở trong nhà vậy thì mới vui chứ.
Dạ, con nghe rồi nội. Dạ, tụi con biết rồi nội. Rồi. Mẹ. Mẹ nè. Nãy giờ mẹ nghe con nói cái gì không? Nghe thấy mà thấy bình thường, có gì đâu mà con làm dữ vậy con? Cái gì mẹ cũng nói bình thường á, trong khi cái chuyện rất là quan trọng. Mẹ không lo mà mẹ lo mẹ ngồi mẹ gọt trái cây không à? Mẹ không phải mẹ ham ăn. Mà mẹ cảm ơn trời Phật đã cho mẹ một bà xui gia rất là khéo léo đảm đang. Trời ơi, mẹ hậu đậu quá. Mà chị xui chị khéo quá đi. Cho nên mẹ phải bắt chước mình học hỏi từ những chuyện nhỏ. Đầu tiên là phải gọt. Lấy cái giỏ táo này rồi mẹ đo. Đừng có đứt nghe. Đo coi dài bao nhiêu đây nè. Mẹ ơi, mẹ đừng có vậy nữa được không? Vấn đề là con nói đây là tiền á mẹ. Tiền và mất hết rồi. Anh ơi, có bao nhiêu đây là tiền mừng cưới của mình đó. Nói quá thì nhiều luôn nè. Có nhiều tiền quá, em sẽ đi Maldives nè. Em sẽ đi châu Âu nè. Em sẽ mua hàng online về bán nữa. Ôi, em muốn làm gì em làm. Cho em hết đống này đúng không? Ừ, cho em hết luôn á. Vậy đi, vậy phụ em đếm tiền đi mà. Thôi em đếm đi, anh mệt quá, cho anh ngủ đi. Vậy phụ em đếm đi chứ. Em đếm thông thả tới sáng cũng hết à. Một mình em rồi sao đếm hết cái đống này? Mẹ sẽ giúp con dâu nghe. Con à, mấy số này đó mẹ ghi ra hết rồi. Mẹ giữ để trang trải cho tiệc cưới mà mẹ lo vừa rồi á. Mà con thấy rồi đó, đa phần khách á là bạn của ba mẹ với lại bạn bè của mình Tôm. Chứ còn bạn của con đâu có bao nhiêu con ha. Mẹ, cái này là cũng có bên gia đình của con cho á mẹ. Ừ, thì mẹ đâu có lấy đâu con. Dạ, mẹ giữ cho con nghe. Khi nào mà con đi tiệc gì đó, mẹ sẽ đưa con đeo để nở mặt nở mày với người ta. Trời ơi, mấy cái này á là mẹ phải cất cho cẩn thận. Truyền thống gia đình mình là như vậy đó con. Còn hai đứa con trai á, cưới thêm đứa con dâu nữa, mẹ cũng giữ truyền thống gia đình y như vậy hết đó con dâu nha. Thôi, bây giờ hai đứa chắc cũng mệt lắm rồi đó. Ngủ đi con nha. Ngủ ngon nha con trai. Thấy chưa, nó gật lên gật xuống nè. Để mẹ cất cho. Ủa vậy là sao? Hết mình đi. Hết châu Âu. Hết bán hàng online. Con nhấn mạnh với mẹ là tiền. Một thùng tiền đám cưới. Không còn một đồng nào hết. Người ta giữ hết rồi. Mẹ hiểu không? Hiểu chứ. Sao mẹ vẫn dân vậy? Thì tại vì con cũng giống như mẹ hồi xưa vậy đó. Đó, hồi xưa vậy đó, mẹ cũng ngồi sau cái đám cưới, mẹ cũng ngồi mơ mộng như con vậy đó. Rồi sau đó, cái túi tiền, cái vali tiền của mẹ cũng bị tịch thu đúng truyền thống. Cái gì? Truyền thống? Ừ? Truyền thống gì mà dập tan nát ước mơ tương lai của người ta vậy trời? Thì đó, sau này mà anh con có đám cưới ra, thì mẹ cũng lặp lại vậy là tịch thu túi tiền theo truyền thống đối với chị dâu của con. Không, con phản đối. Phản đối vô hiệu. Mẹ, bây giờ tôi nói cho cô nghe nè. Sau này á, mẹ mới thấy là mẹ cảm ơn bà con ha? Là tại vì bà nội con á đã tịch thu túi tiền của mẹ. Nhờ vậy đó mình mới có nhà mình ở, mình có vốn mình kinh doanh. Con hiểu không? Sau này con muốn làm gì, con cứ nói thẳng với má chồng của con đi. Má chồng con sẽ trả lại toàn bộ số tiền cho tụi con ha? Đâu có bất đồng nào đâu sợ. Thiệt nhé mẹ. Nếu mà thiếu á, má chồng còn cho thêm nữa đó. Thiệt không? Yên tâm đi. Không được, con lo. Đây nè, mẹ nói cho con nghe. Bây giờ con mới về làm dâu nhà người ta. Dạ. Con ở trong nhà người ta. Dạ đúng. Con xài tất cả những đồ người ta sắm. Dạ. Con lấy con trai người ta. Dạ. Con kêu người ta bằng mẹ. Dạ. Con phải tin tưởng người ta. Con mà không tin tưởng thì làm sao bà má chồng dám tin tưởng lại cho con. Hiểu chưa? Cũng đúng hơn. Ừ. Hên quá chưa đứt. Là một ngày đẹp trời ánh mang, mang về đây là bao tia nắng. Đẹp dịu dàng và thật lung linh, xinh thật xinh là em.
và một người ngập tràn yêu thương bên cạnh anh từ khi thơ bé. Người từng ngày tạo tần chăm lo, xin gọi tên mẹ anh. Mẹ chồng nàng dâu, cuộc chiến từ nay bắt đầu. Mẹ chồng nàng dâu, làm sao cả hai thương lấy nhau. Vợ mình thương, mẹ thì sao dám làm đau. Mẹ chồng nàng dâu, cuộc chiến không bao giờ ngừng đâu. Giờ mình theo ai, thân trai 12 bên nước yeah. Giờ mình theo ai, vì ai mình cũng thương. Phải làm sao đây, nụ hôn đắm say hay lời ru yeah. Chọn một trong hai, chọn một trong hai.